Thân chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật 29 tháng 3 năm 2020. Vì là ngày Chủ nhật cho nên là hôm nay tôi xin thất đặc biệt, nhất là đối với tất cả các bạn chí thân ký nền của riêng tôi. Tôi xin phép được hồn nhiên và tôi xin phép được tản mạn trên vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn ạ, cứ vào đến những cái mùa dịch như thế này, hoặc là vào đến những cái dịp mà vui hơn, thí dụ như là ngày Tết, hoặc là ngày Noel, hay là một ngày sinh nhật, thì nam nhi chúng ta mới cảm nhận được cái vai trò to lớn của người phụ nữ trong cuộc sống của chúng ta. Tôi muốn nói phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống của chúng ta. Các bạn nam nhi ạ, chúng ta sẽ không bao giờ có lời lẽ đủ đầm thắm, đủ to lớn để mà có thể tôn vinh được tất cả cái vai trò mà người phụ nữ Việt Nam đem lại cho chúng ta. Bạn ạ, người mẹ của chúng ta, người vợ của chúng ta, rồi các em gái của chúng ta, các chị gái của chúng ta, các con gái của chúng ta, các bạn gái của chúng ta, rồi những đồng nghiệp phụ nữ của chúng ta, tuyệt vời hết, không một người nào không tuyệt vời. Hôm nay thầy xin phép có đôi lời, bởi vì ruột gan tự nhiên nhớ đến mẹ quá. Thầy cũng đôi khi nghĩ rằng mình có lẽ thiên vị cha hơi nhiều, vì trong những cuốn sách của thầy thì thầy cũng có nhớ đến mẹ. Nhưng mà quả thực là thầy có viết nhiều về cha hơn. Nhưng mà thật sự ra cái điều đó thì cũng dễ hiểu, bởi vì trong những cuốn sách của thầy nói nhiều về nghề nghiệp. Mà người mẹ của thầy đã từng là phụ nữ trong nhà suốt đến những năm trước khi sang Pháp. Và đến khi bà sang Pháp rồi thì bà mới đi làm. Và thầy cũng công nhận một chuyện là khi bà bắt đầu đi làm rồi thì xã hội Pháp đã yêu bà, đã cho bà những cái đánh giá rất là cao. Và cũng vì vậy cho nên là thầy rất tự hào có một người mẹ mà đến tuổi cao rồi mới bắt đầu đi làm để giúp chồng, giúp gia đình mà vẫn làm tròn được nhiệm vụ xã hội. Mẹ thầy, tại sao thầy nghĩ đến mẹ thầy ngày hôm nay? Đó là tại vì mẹ thầy có một cái bệnh mà thầy tiếp nhận như là một cái gia tài ADN, là bà cụ có một cái trí tưởng tượng rất phong phú, khi lúc nào cũng nghĩ là mình có một cái bệnh gì. Bà ho một cái bà bảo chết rồi, phải kiểm tra xem mình có ho lao hay không. Bà ngứa một cái là bà bảo chết rồi, không chừng cái này chẳng phải là bệnh ngứa đơn thuần đâu, nó có thể là một cái gì khác nguy hiểm lắm. Thế là bà mất 3 ngày 3 đêm bà không ngủ, và nhất quyết là bà phải đi gặp được bác sĩ để bác sĩ chẩn đoán. Bà đau bụng, bà chẳng bao giờ bà nghĩ rằng là bà đã ăn một cái món kẹo hay món ngọt gì, mà bà lại nghĩ rằng có thể là ung thư chăng. Và đến khi tim của bà chỉ dạo dựng một chút xíu, bà thương con, bà thương chồng, bà thương gia đình. Và tất nhiên là khi nhận được một bức thư từ người em, người chị, hoặc là những người thân từ xa thì tim dạo dực. Nhưng khi tim dạo dực thì bà lại nghĩ rằng ôi, chắc là trái tim của bà nó yếu, thành thử ra bà lại cần đi gặp bác sĩ bệnh tim. Bạn ạ, bạn đừng cười. Bạn đừng cười, bởi vì cái trí tưởng tượng thì nó phong phú. Nhưng mà khi mà mình nghĩ là mình bị bệnh đó thật thì nó là một cái thảm cảnh. Thế thì cái chuyện buồn cười, và đây là thực sự là buồn cười, là khi ông bà song thân của tôi sang Pháp thì lại khám phá ra là nước Pháp có một cái điều rất là tuyệt diệu về mặt y tế. Đó là những người cao tuổi được miễn phí hoàn toàn khi đi gặp bác sĩ. Mà không những thế, miễn phí này lại một loại miễn phí rất là thực dụng, bởi vì không phải xuất tiền ra. Chứ ở nhiều nước miễn phí thì người ta vẫn phải trả tiền bác sĩ đã,
xong rồi sau đó mới được hoàn lại cái số tiền mà được chi ra. Không, ở đây thì cứ mang thẻ nói rằng là tôi là công dân của Pháp, tôi có một cái thẻ bảo hiểm xã hội, thế là cứ vào đấy thôi, chẳng tốn đồng nào. Và không phải một mình mẹ tôi mà có lẽ cả xã hội Pháp, nhất là xã hội của những người đã về hưu rồi không có việc gì làm mấy, thì cứ 2 3 ngày thì lại lại đi thăm một bác sĩ. Nào bác sĩ có phải là bác sĩ tổng hợp đâu, đau tim hay là nghĩ rằng mình đau tim thì mình đi gặp bác sĩ chuyên gia về tim đắt lắm, rồi chuyên gia về óc, chuyên gia về não, chuyên gia về phổi, chuyên gia về ruột, chuyên gia về xương, chuyên gia về mạch máu, chuyên gia về đủ mọi thứ. Mà chuyên gia nào ở bên Pháp thì cũng như mọi quốc gia đều rất là đắt tiền. Thế nhưng mà cụ cứ ngồi 2 ngày gãy chân gãy tay, hoặc là uống một hớp nước mà không có trôi, thì cụ lại nghĩ rằng cụ đang bị một cái bệnh gì rất là khó chữa. Mỗi lần như thế thì cụ rất tươi cười khi sau khi cụ đi gặp bác sĩ, bởi vì bác sĩ thì cũng rất tươi cười, bởi vì các vị bác sĩ này cũng quen gặp bà cụ tôi rồi. Cứ gặp bà cụ tôi thì bác sĩ biết trước rằng là chỉ cần nói đôi lời để làm cho bệnh nhân mà tưởng tượng thì được tin hẳn rằng mình không có bệnh gì. Do đó cho nên là bác sĩ cũng không cần chẩn đoán, cũng không cần xem xét cho rõ, cứ đôi lời nói rằng ôi cụ ơi cụ chẳng bị gì đâu, trông cụ khỏe như thế này, phong độ cụ như thế kia thì cụ rất khỏe đấy. Thế là mẹ tôi lại đi về được 3 hôm lạc quan trước khi lại chìm đắm trong cái sự bi quan của người hoang tưởng là mình có bệnh. Thế nhưng mà tôi nhớ đến khi cụ năm 78 thì có một lần cụ nói với tôi rằng: "Con ạ, mẹ có cái chuyện rất lạ muốn chia sẻ với con mà mẹ không dám đi gặp bác sĩ. Đó là lúc mà có lúc thì mẹ lại nhớ sinh nhật của con với của các em của con. Xong rồi 5 phút sau thì mẹ không làm sao tìm ra tên được của con ngay các con, chứ đừng nói đến ngày sinh nhật. Nó như chập chờn, lúc trí nhớ nó hiện ra xong lúc trí nhớ lại chìm đi. Và năm đó là năm mà mẹ tôi mất do ung thư như sét đánh trên trên não. Thương mẹ lắm. Nhưng mà cái tình thương của tôi nó thể hiện qua ngày hôm nay sự công nhận rằng mẹ tôi tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam yêu chồng, yêu con, yêu gia đình, làm tròn mọi bổn phận, công dung ngôn hạnh và tam tòng tứ đức. Đối với các bạn trẻ mà chưa có bao giờ được học công dân giáo dục thì có lẽ tam tòng tứ đức mới công dung ngôn hạnh nó không có ý nghĩa nhiều. Nhưng mà công dung ngôn hạnh của mẹ tôi là làm cơm rất ngon, biết khâu kiếp tiết vá, biết đan đan len, áo len, biết làm đủ mọi thứ đó. Mà làm cách rất nhanh nhẹn cơ, một cách rất chuyên nghiệp cơ. Thế thế rồi ngôn ngữ bao giờ cũng đắn đo. Mẹ tôi cứ dặn, bố hay nói một cách hồn nhiên nhưng mà riêng mẹ thì bao giờ cũng phải uốn lưỡi 7 lần, thậm chí 9 lần trước khi mẹ phát biểu. Thế rồi còn hạnh kiểm thì thôi, phụ nữ Việt Nam chúng ta có lẽ là cái người phụ nữ ngoan nhất thế giới. Không thể nào có thể kiếm đâu một những người phụ nữ mà đạo đức mà như thế đối với xã hội, đối với gia đình và ngay đối với chính bản thân. Tôi xin tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. Cho dù ngày hôm nay không phải là ngày của phụ nữ, nhưng mà tôi nghĩ đến mẹ tôi, rồi tôi cũng nhìn thấy bà nội của tôi, bà ngoại của tôi, mẹ vợ của tôi, các em gái của tôi, rồi các con gái của tôi, rồi bây giờ lại cả các cháu gái của tôi. Tôi thấy rõ nó có một cái ADN mà nó chỉ có thuộc về người phụ nữ Việt Nam. Các bạn nam nhi ơi, chúng ta hãy
cúi chào và cảm ơn. Chúng ta phải biết ơn người phụ nữ Việt Nam. Thế tôi có một cái hối hận khi nghĩ đến mẹ tôi, là mẹ tôi có một cái tính rất là xấu, nhưng mà đó là một cái tính rất là đẹp đối với bà, nhưng mà lại đối với tôi thì do chính tôi nóng tính cho nên tôi mới nhìn thấy nó là xấu. Có một hôm tôi mới rủ mẹ tôi đi ăn bằng mẹ, bố mất rồi lâu lâu mẹ đi ăn cơm với con, ngồi đối diện nhau, mẹ như là nhân tình của con ấy. Thế con đưa mẹ đi ăn mà con nhìn thấy mẹ ăn ngon, mà mẹ con mình chia sẻ với nhau như thế này, thật sự con hạnh phúc vô cùng. Mẹ tôi chảy nước mắt. Thế nhưng có một lần tôi đưa mẹ tôi đi ăn, mẹ ơi con đưa mẹ đi đâu thì mẹ vui nhất nhỉ? Mẹ bảo đi đâu cũng được con à. Tôi không hiểu cái thông điệp đó mà tôi đã làm một điều mà giờ này tôi hối hận mãi. Mẹ ơi con đang lái xe, bây giờ con phải rẽ trái hay rẽ phải? Mẹ phải cho con biết mẹ thích ăn cái gì, mẹ thích đi đâu thì con đưa mẹ đi đó. Hôm nay con đón mẹ là chỉ vì mẹ, vì yêu mẹ, vì muốn mẹ sống những cái phút rất là tuyệt vời với người con trai. Mẹ thích đi ăn ở đâu nhỉ? Mẹ bảo mẹ đi ăn đâu cũng được. Tôi bảo mẹ, thế thì con biết đi đâu? Bây giờ tới đèn đỏ đấy thì đi thẳng, quẹo trái hay quẹo phải? Mẹ chọn tiệm nào thì con mới biết con quẹo phải hay quẹo trái? Mẹ bảo mẹ đi đâu cũng được, ngồi đâu cũng được con à. Và hôm đó tôi đã quá nóng tính, bởi vì cùng một lúc tôi phải nhìn nhận là tôi đã có một cái cuộc sống nghề nghiệp quá gay go vào những cái năm tháng đó. Cho nên quên mất rằng khi người mẹ trả lời như thế với mình thì mẹ chỉ muốn nói với mình, mẹ đi đâu cũng thương con, mẹ ngồi ăn với con là hạnh phúc rồi. Cái việc mà ngồi ở đâu, ở tiệm cơm nào, ăn món ăn nào, nào có quan trọng cho mẹ đâu. Nhưng tôi không hiểu điều đó. Và tôi bực mình, và mẹ thấy tôi bực mình thì mẹ lại có một cái cử chỉ rất hy sinh mà tôi lại không hiểu là cái sự hy sinh của mẹ. Mẹ bảo, con ạ, hay cứ về nhà mẹ nấu cho con ăn một món thật ngon con nhé. Tôi lại bực mình, tôi bảo, đã đưa mẹ đi thì phải đi, chứ chẳng lẽ về nhà. Thật sự mẹ quá vô lý. Nhưng mà bây giờ ngồi nói lại nghĩ đến mẹ mà tôi hối hận quá. Tôi hối hận quá. Mẹ chỉ muốn nói mẹ yêu con mà thương con quá, thấy con đi làm mệt nhọc như thế còn đưa mẹ đi chơi nữa, chỉ cái ý nghĩ đó không cũng đã tràn ngập, hay làm mẹ tràn ngập hạnh phúc rồi, còn phải đi đâu nữa đâu con. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Mẹ cũng đã mất mấy chục năm rồi, con vẫn xin lỗi mẹ. Và con không cầm được nước mắt khi con xin lỗi mẹ. Ngày hôm nay bệnh dịch lan tràn đất nước, lan tràn thế giới. Bệnh dịch đã tới cái lúc mà mỗi một ngày thế giới có thể đếm được 100.000 bệnh nhân mới. Tôi thấy trong mọi gia đình nam nhi chúng ta chẳng được cái việc gì. Trong mọi gia đình, mỗi người phụ nữ Việt Nam như mẹ tôi ngày xưa chăm lo hết tất cả mọi việc. Mà thậm chí khi con cái còn nhỏ, chính người vợ không những đi chợ làm cơm mà lại còn chăm sóc cho những đứa con, tránh cho nó bị dịch bệnh lây. Bởi vì nó mà bị dịch lây thì không những ốm cho nó, tội nghiệp nó, nhưng mà nó còn lây lại cho người lớn. Thật sự các bạn phụ nữ Việt Nam ơi, tôi cúi chào và tôi xin long trọng cảm ơn các bạn, biết ơn các bạn. Để chấm dứt cái buổi nói chuyện mà tôi cho rằng là rất vui tuy có nước mắt, tôi cũng chỉ xin cất lên cái tiếng ca của một bài hát mà ngày xưa khi tôi còn bé, 4 tuổi, 5 tuổi gì đó, mẹ tôi hát cho tôi. Nhưng mà lúc đó bà
Lúc đó bà mới chưa đầy 30 tuổi. Tiếng hát của bà rất là trong trẻo, rất là thanh tao. Nó còn văng vẳng trong đầu của tôi, trong trái tim của tôi. Lăng trầm tiếng chiều ngân, nhạc giạt dịu ái ân. Người ơi, nhớ mãi cùng đàn, năm tháng phai tàn, duyên kiếp vẫn còn lỡ làng. Đã quên hết sầu chưa? Lời này là tiếng xưa. Quỳ dâng dưới nắng phai mờ, bên gối ơ thờ, ôi tiếng tư tình mong chờ. Chiều êm êm đưa duyên về người, đàn trên miên nắn tiếng sâu đời. Người hỡi đến bên tôi nghe lời sao xuyên, như chuyện thần tiên. Niềm mơ xưa là đó, cho ta nâng niu lời ca. Chiều mơ không gian hờ hững cõi thiên đàng, thuyền trôi bên sông xa đừng chờ. Xin hay là nghe bao lời thơ chiều ta. Mẹ ơi, mẹ ơi, và một lần nữa tôi xin cúi chào biết ơn tất cả những người phụ nữ Việt Nam đã góp công xây dựng đất nước chúng ta và làm cho đàn ông chúng tôi trưởng thành. Xin cảm ơn. Cảm xúc trào dâng và những tâm tình mà thầy gửi chúng ta trong hôm nay mang bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu nỗi niềm. Ở đó, chúng ta gặp câu chuyện riêng và là câu chuyện chung nữa. Chúng ta cũng có những lúc vô tình gây ra, để rồi những khoảnh khắc nhớ lại, đôi lần muốn nói. Giá như chuỗi ngày chống dịch vẫn tiếp diễn, đây có lẽ là cơ hội hiếm có khi chúng ta có những khoảng thời gian sống chậm hơn, nghĩ về những mối quan hệ, những con người xung quanh và đặc biệt là những người phụ nữ với tất cả tình yêu thương. Thiên sứ của một nửa thế giới đó đầy những bao dung rộng mở và nuôi dưỡng tất cả chúng ta. Thế nên radio số 22 duyên phép được khép lại với bài thơ của Hoa Phan dành tặng mẹ. Bài thơ là những chất chứa dồn nén để gửi đến người mẹ đi xa của mình. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi vì đã dối mẹ yêu rằng bệnh ung thư người ta chữa được. Mình cứ đặt hết lòng vào y dược. Bác sĩ bây giờ học cao lắm mẹ ơi. Con đã dối mẹ những lúc mẹ đau, là đau đớn ấy là gặp thầy, gặp thuốc. Đắng thì dã tật, bệnh ngày một bớt, loại thuốc này mua tận bên Nga. Con đã dối mẹ cả chuyện đi xem, rằng các thầy đều kêu cuối năm nay sẽ ổn, hạn sẽ qua nhanh, bệnh tình thuyên giảm. Xin ngửa cả hai đồng thì chẳng có điều xui. Con nói dối mẹ những lúc con vui, rằng con khi nào cũng cười cũng nói. Nhưng từ khi tay cầm tin báo bệnh, sét đánh giữa trời không đổi một ngày vui. Con dối mẹ cuộc đời chẳng có gì đâu, vàng bạc tiền tài phù su để lại, cái chết cũng nhẹ nhàng mà ai rồi cũng trải. Vậy mà mẹ đi rồi, con thấy nặng quá mẹ ơi. Con nói dối khi tóc mẹ rơi, là tóc rụng để thay tóc mới. Vài tháng thôi lại sẽ xanh trở lại, ngang cặp quần mẹ lại tết đuôi sam. À thì con là kẻ dối gian, nhưng ông trời còn vạn lần gian dối. Luôn luôn nói mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng cuối cùng lại đưa mẹ đi xa.